Chào các bạn, có nhiều là bạn hỏi mình là nếu mà trời mưa mùa đông thì có điện hay không. Thì hôm nay mình lúc này là áp thấp nhiệt đới, trời mưa rất là lớn, mây là nhiều. Hệ thống của mình là nếu thời điểm này lúc là 10:45 thì hệ thống của mình vào cái ngày nắng, vào ngày nắng thì mình đạt khoảng là 3.000W. Hiện tại thì như các bạn thấy trên màn hình điện thoại của mình đó là 173.1W. Chúng ta có thể làm cách chia để tính cái hiệu suất giữa mùa hè và mùa đông. Như vậy là 173, bình thường thì 173 mà chia cho 3.000 tại thời điểm này thì nhân 100 thì hiệu suất chỉ đạt, bây giờ chỉ đạt là 5.7%. Như vậy vào một cái ngày mà vào mùa đông trời mưa to, cụ thể đây là mưa rất là to, các bạn có thể nghe thấy tiếng mưa, thì hiệu suất bây giờ hệ thống đạt là 5.7% so với ngày nắng. Vì vậy câu trả lời là vào mùa đông và ngày mưa có điện hay không, thì mình xin trả lời các bạn là vẫn có điện, nhưng mà công suất phát rất là thấp. Tuy nhiên người ta tính là giờ nắng trong ngày trong năm đó là dựa vào số liệu bình quân. Tại khu vực mà mình đang triển khai dự án đó là thành phố Đông Hà thì giờ nắng bình quân trong năm đó là 4.1 cho đến 4.5, có nghĩa rằng một hệ thống có công suất điện 1 kWp mà lắp đúng yêu cầu kỹ thuật thì mỗi ngày phát được từ 4.1 cho đến 4.5 chữ, hay còn gọi là kWh trong một ngày. Như vậy chúng ta có thể tính là nếu 1 kWp mà phát 4.5 chữ trong một ngày thì nhân hệ thống, giả sử hệ thống của tôi vừa lắp đặt đây là 3.7 kWp thế nó cho ta là 16 chữ trên mỗi ngày, trên mỗi ngày trong năm. Thì đối với hệ thống mặt trời thì như các bạn biết đấy là mùa hè thì sẽ bù cho mùa đông, ban ngày bù cho ban đêm. Chứ nếu các bạn mà hỏi tại một cái thời điểm nhất định thì rất là khó trả lời chính xác. Tuy nhiên cái gọi là bản đồ về bức xạ mặt trời ở các vùng của Việt Nam là đã công bố và có sẵn, các bạn có thể nghiên cứu hoặc là đưa comment vào để mình sẽ giải thích trong những cái kiến thức mà mình đã tiếp thu được khi triển khai cái hệ thống là năng lượng mặt trời. Xin cảm ơn.